hàng trăm công an dùng vũ lực đàn áp thô bạo nông dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để tiến hành cưỡng chế thu đất cho dự án khu công nghiệp Bảo Minh. Theo tin từ những nông dân trong cuộc và những người chứng kiến được phản ánh qua các đoạn video phổ biến trên mạng, ghi hình diễn tiến vụ việc sáng ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Trà My của Ban Việt ngữ đài VOA, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định Nguyễn Xuân Tuyển phủ nhận tin về việc này và nói rằng chính quyền địa phương đã có những biện pháp đúng luật để xử lý các tranh chấp đất đai tại đây. Mời quý vị nghe chi tiết cuộc phỏng vấn. Chúng tôi gọi từ đài VOA ạ. Chúng tôi xin được hỏi thăm về dự án khu công nghiệp Bảo Minh mà đang gặp căng thẳng với bà con ở đó. Bà con nói là số tiền đền bù nó không thỏa đáng. Quan điểm của giới hữu trách như thế nào thưa ông? Tất cả các chế độ và giải quyết cho nhân dân ở cái khu vực của dự án đó thì tỉnh đã đều áp dụng và có vận dụng với cái mức cao nhất tại cùng thời điểm. Thưa bà con nói là cái giá đó quá thấp và không đúng với cái giá thị trường hiện nay. Thì ý kiến của ban quản lý như thế nào ạ? Đối với ban quản lý các khu công nghiệp thì chúng tôi cũng đã xem xét toàn bộ cái giá mà hội đồng đền bù địa phương người ta áp dụng. Thì tôi thấy là tại thời điểm đó rất phù hợp và có nhiều điểm là đã có lợi cho bà con nông dân. Ví dụ như là cái tiền mà giải quyết cái đất dịch vụ, 1 m² đất dịch vụ giá là 240.000 mà thực sự nhà đầu tư rồi tỉnh hỗ trợ chỉ có 100. Nhà đầu tư chỉ phải nộp là 205.000 thôi. Và hiện nay cái đất của giá dịch vụ tại thị trường khỏi bán cỡ độ 7 triệu cho đến 10 triệu một mét vuông. Tôi cho rằng là đây là những cái ưu ái rất là lớn theo cái nghị định 69 của cái luật đất đai. Nhưng mà phía những người nông dân mất đất thì họ nói là cái giá đưa ra từ năm 2008 là 270.000 một mét vuông đó tới thời điểm này không còn phù hợp nữa vì nó quá thấp. Thì đúng rồi, tại thời điểm này thì tỉnh đã áp dụng giá khác nhưng mà tại thời điểm đó thì giá đó là giá cao nhất trong khu vực tại cùng thời điểm. Nói chung các khu vực trong tỉnh thì cái đấy cũng là một cái giá cao nhất. Dạ, thế nhưng cái bức xúc của họ hiện nay thì phía ban quản lý giải quyết như thế nào ạ? Công tác giải phóng mặt bằng thì tỉnh phân cấp cho hội đồng đền bù của huyện trực tiếp giải quyết. Thế còn đối với cái bức xúc của một số bà con thì hiện nay thì phải nắng là 100% cơ bản là bà con đã nhận và đã bàn giao đất cho khu công nghiệp hết rồi. Chỉ còn có một số rất ít thì tỉnh đang vẫn tập trung kiên quyết thuyết phục, tuyên truyền, vận động bà con. Và đặc biệt là cái việc là cái đất dịch vụ thì giao cho bà con. Nhưng mà sáng nay đã xảy ra một cái vụ xô xát giữa chính quyền với bà con ở đó, cái vụ cưỡng chế. Không, cái việc là tỉnh không, sáng nay tỉnh có tổ chức cưỡng chế mà tỉnh có chứng bảo vệ thi công gì đâu. Mà sáng nay là tổ chức cái việc giao đất dịch vụ cho bà con. Có thể nói là một xã là hầu như gần 100% bà con đã nhận hết rồi. Nhưng mà sáng nay có xảy ra xô xát và có một số người bị bắt cũng như có người bị thương. Tất nhiên thì trong cái quá trình làm việc có một số phần tử quá khích mà nếu mà có cái những khó khăn thì lực lượng an ninh người ta giải quyết theo luật định và giải quyết theo chức năng nhiệm vụ của người ta. Ý kiến của bà con cho rằng là cưỡng chế đất rồi giá đền bù không phù hợp rồi bây giờ dùng cái võ lực để đàn áp thì phía ban quản lý. Không, cái đó chúng tôi không, các chị cũng đừng nghe một phía nhá. Vâng, đó là lý do mà chúng tôi liên lạc với ông. Thì cũng gọi phỏng vấn trực tiếp vậy thì tôi cũng trả lời như thế đã nhá. Với cái tinh thần của khu nghiệp thì tôi trả lời cho chị như thế. Và cái hướng tới thì ban quản lý có cái hướng giải quyết như thế nào sắp tới ạ? Sắp tới hiện nay thì công tác giải phóng đền bù đến cơ bản là xong, hiện nay là chỉ có tập trung giải quyết giao đất dịch vụ cho bà con thôi. Chúng tôi mai tiếp tục là còn lại giao đất tiếp. Thì cái đất dịch vụ là chúng tôi san lấp rồi, từ người ta san lấp, người ta giải phóng, người ta san lấp, người ta chia cho từng ô một, rồi là chỉ tiếp tục ngày mai là rút thăm và chia tiếp và giao tiếp cho bà con một san nữa. Và ngày kia liên tục chúng tôi sẽ làm trong 3 ngày. Thế này là bây giờ không phải là cái công tác đền bù nữa mà không phải công tác cưỡng chế hoặc công tác bảo vệ thi công nhiều chính rồi. Mấy này là đang tập trung để giao đất cho bà con để bà con làm cái đất dịch vụ sau nghị định số 9. Dạ, nhưng mà có cái sự tranh chấp xô xát diễn ra và sự phản đối đó đó, phía ban quản lý có nghĩ tới cái giải pháp là thương lượng hay là hòa giải như thế nào chăng ạ? Tiếp tục tuyên truyền thuyết phục ạ, các cơ quan mặt trận rồi là các cái đoàn thể của địa phương này tích cực tuyên truyền thuyết phục để cho một số phận bà con chưa hiểu hết cái chính sách đền bù đất đai của nhà nước thì bà con hiểu. Công tác giải phóng bây giờ tập trung là giải quyết để cho bà con nghe ra, nhận ra cái việc là nhận cái đất dịch vụ thì nó có lợi. Đến thời điểm tập tối là đã rất có nhiều hộ dân người ta đã nhận rồi, nha chị nhá. Họ nói rằng nếu mà làm công trình công ích thì họ không có phản đối, nhưng mà vì cho một cái công ty cổ phần đầu tư đó, cho nên họ nghĩ rằng là cái giá này đền bù chưa thỏa đáng, phải có sự thương lượng giữa đôi bên. Họ theo luật đất đai và theo nghị định không có gì đó. Cái này đối với khu công nghiệp thì quy định của luật đất đai rõ rồi chị ạ. Chứ không phải là một cái dự án nhỏ, dự án con mà nhà đầu tư chưa phải thương lượng trực tiếp. Còn đối với những
những người mà phản đối đó họ đã khiếu kiện lâu nay thì cái hướng giải quyết của ban quản lý sắp tới? Bây giờ khiếu kiện là đã giải quyết trình tự khiếu kiện theo đúng luật định qua các cơ quan. Dạ, nhưng mà cái giải quyết đó chưa có thỏa đáng và họ tiếp tục khiếu kiện đó thưa ông, thì mình có cái hướng nào? Trả lời đã có quyết định trả lời và có quyết định cuối cùng về trả lời về khiếu kiện rồi. Tinh thần của quyết định cuối cùng đó là gì thưa ông ạ? Không có cái sự hòa giải thương lượng thêm thưa ông? Không, tất cả những cái khiếu kiện thanh tra người ta đã giải quyết hết rồi chị nhá. Cảm ơn chị nhá, thôi để tôi cung cấp như thế đã nhá. Có gì thì các ông chỉ tìm hiểu thêm nhá. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tuyển, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở huyện Vụ Bản, Nam Định cho dự án khu công nghiệp Bảo Minh do công ty cổ phần Vinatex làm chủ đầu tư. Hàng trăm nông dân xã Liên Minh, huyện Vụ Bản từ ngày 6 tháng 5 dựng lều ở lại trên đồng quyết giữ đất sau thời gian khiếu kiện giá đền bù không thỏa đáng từ địa phương lên tới trung ương không được giải quyết hợp lý. Cuộc tập hợp này bị lực lượng an ninh dùng võ lực trấn dẹp sáng sớm ngày 9 tháng 5, với 5 người bị bắt, một số người bị thương và một cụ già 70 tuổi phải nhập viện. Công an tức là các nơi đổ về nên được cưỡng chế của chúng em. Bây giờ nó cưỡng đang tờ đầy đấy, cái kìa, nó khổ hiệu, bây giờ nó rào làng cho đi thế này. Coi như thế là cái tầm độ hơn 6 giờ thì tôi là đi, là bà con là cứ nằm trên đất để coi đất, nhưng mà chính quyền không đàm phán với dân. Thì chị bảo bây giờ có hơn 100 người mà đi mấy trăm nghìn công an thì làm sao mà dân thắng được, mà rộn lên. Mà bây giờ tôi đã bảo rồi là vì dân vì nước, nhưng bây giờ là công chúng tôi bây giờ là làm ruộng để trong cái bản khoán, tức là trong cái sổ sách của chúng em để làm nuôi công an, thì bây giờ quán lại đánh lại dân. Nhà nước lại đang lấy của những cái người nghèo để cho những cái người giàu. Chứ ngày xưa thì là Bác Hồ thì lấy cho những cái người giàu để cho cái người nghèo, nhưng bây giờ chính cái nước già là đang đi lấy của người nghèo mà cho cái người giàu đây. Giờ chúng tôi bức xúc lắm. Thế bây giờ dân chúng em thì thôi, bây giờ là chả có biết tin vào ai nữa. Bây giờ công an đi đàn an dân như vậy đấy. Thế mà chính quyền thì lại không nghe dân. Hai bên thì là nắm tay là cái cách là cái đút đang gỡ để tháo cho nó gỡ. Nhưng các ông có nghe đâu. Lại bây giờ là cứ càng ngày càng đàn áp dân thế này, không để dân thỏa thuận, không để đàn phán với dân, không bảo yêu cầu toàn dân đi họp thì không cho toàn dân đi họp. Thế bây giờ cứ đàn áp dân thế vậy thì bây giờ dân nó càng ngày nó càng bạo loạn, nó càng bức xúc lên. Thì bây giờ giữa người dân với công an với mọi người là chính quyền là ta nắm tay để đàn phán, ngồi đàn phán bình thường với nhau thì nói cái tình thì nó dễ, thì nói cái bạn đi đàn áp dân thì nó nặng nề. Chúng tôi là bấy nhiêu người, là bây giờ hơn 100 người này là chỉ có làm ruộng chứ chẳng biết làm cái gì nghề ngõng bên ngoài nữa. Có bao nhiêu người như chị đang có mặt ở hiện trường ạ? 110 người. Có tháng nay thì là lúc ấy cái tầm là khoảng 6:30 7 giờ gì đấy là bắt đầu cưỡng chế, cho xe đến là đi dậu sắt chở đến trong công an, là cứ vậy là chạy đưa cảnh sát để chó nghiệp vụ về, cứ như vậy là đi đằng trước xuống sông lên, bắt đầu dùn dãy dân ra ngoài để rào để lấy đất thôi. Chứ thì tôi nó còn sau này cái vụ về đằng sau nữa thì nó lại cách 3-4 khoảng nữa, nó cản người, vì dân có ít mảng mấy trăm người thì chúng tôi cứ mỗi nửa nó theo mỗi ngã thì tôi chỉ biết nửa trên là tôi kể với cô, như vậy còn nửa dưới bên trên thì cái con em đi từ sáng giờ là nó dùn dãy là còn rào không có lối về này, đang chẳng biết là về chưa, thì giờ đang người ta đang bảo là giờ rào cái chỗ lối lên lối xuống là đường của quốc gia mà giờ nó rào nó không cho đi thì tôi chẳng biết là giờ đã đi đâu. Hay có bao nhiêu công an thì cái khoảng thì đó 3-4-5 người gì đấy thì tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ cứ em nghịt người thôi, thì khoảng như vậy thôi, chứ mà chính xác thì tôi không đếm được vì nó quá đông rồi cô ạ. Họ có mang theo vũ khí hay là những tôi gì khác? Tôi thấy mang rồi cui điện với những gì, tôi cũng chả để ý lắm vì nó đông người, nó cứ run dậy. Dân thì nói chung là nó bức xúc quá thì nó cũng cứ bốc cát đi những gì với mấy hòn gạch nó ném, nhưng chẳng ai làm sao hết. Nói thật là như vậy. Tôi thì tôi đứng đằng xa thì tôi không đến gần, tôi cũng biết, vì lúc giờ là tôi đít ở trên cái nửa trên này, chứ còn nửa dưới thì nó xô sát đông lắm thì tôi không biết. Còn thực tế mà đến cái sát thuyền ấy thì là như vậy, là như cứ như vậy là xông lên, xong là lôi kéo dân, xong rồi công an rồi cứ đàn áp dồn dãy dân rồi đuổi hết về, xong là để chúng nó rào đường để chúng nó đi cho nó không cho đi nữa. Bây giờ chúng tôi cũng đang bị rào đường thật thế này. Sáng nay, chính quyền tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động và dân phòng đến cưỡng chế đất ruộng của người dân huyện Vụ Bản. Từ Bangkok, Việt Hà của đài chúng tôi có bài tường trình sau đây. Khoảng hơn 100 người dân thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã phải đối đầu với một lực lượng cưỡng chế đông đảo công an, cảnh sát cơ động và dân phòng với trang bị vũ khí vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, mùng 9 tháng 5. Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 5, một người dân có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế cho chúng tôi biết tình hình qua điện thoại như sau. Bây giờ người ta cưỡng chế và bắt mấy người đưa lên xe thùng đi rồi, và người ta đánh một người khác,
và rồi cô ấy sắp để đánh dân, coi như là không gọi là không tiêu diệt, như kiểu đánh gia súc này. Lực lượng của mình thì chỉ có nông dân thôi, người thì cầm liềm, người thì cầm cuốc, và lực lượng bên kia là xe cơ động này, quay rồng này, rồi là cơ động này, rồi đủ các thành phần, không tầm được khoảng 400 người thì đấy. Công an và cảnh sát cơ động đều là người nhà nước cả, và nó bốc người như ngoài hai chuyện, nó ném, nó quăng để nó đánh cái bà bị ngất, xong nó kéo lê ở đi đường, nó vứt ra được chuyện. Người dân này cho biết, ngay từ khoảng 6 giờ sáng, chính quyền địa phương đã huy động cảnh sát cơ động, công an và xe các loại đến hiện trường để chuẩn bị cưỡng chế. Vào 7 giờ sáng, vụ cưỡng chế bắt đầu. Một người dân khác có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế cho biết: mình bắt đầu là nó chống chế thì mình đứng ra hàng, bắt đầu là nó mình ra hàng cho nó vào cái chỗ đất dịch vụ ấy, thì là nó ra hàng ra, bắt đầu là nó hô động là quân cơ động nó xuống, bắt đầu là từ đấy đi là nói thì dân mình là cứ thế là lấy cát để chống cự lại cho nó vào. Nhưng mà nó thế là nó cầm cùi và nó cái ấy chắn ở cái kính như ấy chắn người nó đấy. Thế là một tay thì nó cầm cái đấy, một tay thì nó bắt đầu là nó can dân rồi. Năm nay là nó phụ dân, nó chỉ đạo phụ dân thực sự. Dân đau như thế là dân ấy bắt đầu nó dậy, bắt đầu nó le dân. Dậy dân về đến qua mấu đường cái là bắt đầu là nó lùa dân, nó cứ thế là nó dậy rúi rụi xuống ruộng, xuống mương để đấy. Nó bảo không ấy thì nó bắn thế lại, nó bắn thế nào thế. Người dân này cho biết bản thân bà cũng bị đánh bằng dùi cui nhiều chỗ trên người. Đã có một phụ nữ bị cảnh sát cơ động đánh, vứt lên đường nhựa và phải đi cấp cứu ngay sau đó. Thông tin của người dân địa phương cho biết đã có ít nhất 4 người dân bị bắt đưa đi đâu không rõ. Một số người dân địa phương tìm cách quay phim chụp hình vụ cưỡng chế đã bị lực lượng cưỡng chế đánh đập và tịch thu máy quay. Phần đất bị cưỡng chế hôm nay tại huyện Vụ Bản nằm trong số đất dịch vụ dùng để chia lại cho những người đã bị cưỡng chế thu hồi đất ruộng vào năm 2010. Vào tháng 12 năm 2010, chính quyền địa phương đã huy động hàng ngàn cảnh sát và bộ đội đến cưỡng chế hơn 165 hectare đất ruộng của người dân ba xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản để thực hiện dự án khu công nghiệp Bảo Minh. Tập đoàn dệt may Vinatech là chủ đầu tư của dự án này. Tổng cộng có 988 hộ gia đình thuộc ba xã bị mất đất vì dự án này. Người dân địa phương cho biết họ không chấp nhận mức đền bù quá thấp là 67.000 đồng một mét vuông. Nhiều hộ gia đình bị chính quyền bắt ép đã phải chấp nhận mức đền bù này. Tuy nhiên, vẫn có 120 hộ kiên quyết không nhận đền bù. Những người dân này đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên tỉnh, quốc hội và thanh tra chính phủ nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vẫn tiếp tục lép cát. Thì giờ phải xử lý, tách ra xử lý chẳng qua tách cần ra rồi.